Mình xấu mà. Mình xấu nên là nó đã bỏ mình, nó bỏ à. Còn mình đẹp, nó bỏ nó cũng bỏ à. Nói chung mà cái đời nó nợ là nó sẽ ở cạnh nhau giống như chị với chồng chị này. Ai cũng thắc mắc là sao mà con mùi mồm gầu răng cuốn lâu mà lấy chồng đẹp trai hiền lành. Trời ơi, em ở đâu mà em đẹp quá vậy? Em cho anh số điện thoại đi. Không. Cho xin đi mà. Không, tao không có điện thoại đâu mà cho. Tuy là tôi nghèo tiền, nghèo bạc, chứ không có nghĩa là tôi sẽ nghèo luôn chữ tình, chữ nghĩa. Cũng chẳng phải nghèo luôn nghị lực. Chẳng qua là tôi không muốn vì ai mà phải xem sắc mặt của họ để mà sống, mà làm. Tôi chẳng cho không ai, cũng chẳng có ai mà cho không tôi thứ gì ngoài cha, ngoài mẹ của tôi cả. Vì vậy, nếu như sống tử tế, thì tôi cũng sẽ thay thế bằng sự nhẹ nhàng. Còn không thì tôi cũng mặc kệ. Cuộc sống mà, người thương thì ít, mà người ghét thì nhiều. Trên đời này, không thiếu điều phải tập chấp nhận. Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền, bạn bè sang ngã yêu thương phơi phai cũng bởi tiền. Sống có khi đục trong cũng giống như con người, dù thật thế nhưng đâu chắc mai không sao sáng. Đừng nhìn một người đang trong nguy năng mà xem thường. Down for the